Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về SCP-146, đầu đồng tội lỗi. SCP-146, phân loại Iblis nguy hiểm. SCP-146 là một cái đầu được làm bằng đồng và rỗng bên trong. Khi chúng ta nhìn vào mắt của SCP này trong khoảng thời gian dưới 30 phút thì chúng ta sẽ cảm thấy tội lỗi và muốn chuộc lỗi về những hành vi của mình đã làm. Nhưng nếu chúng ta tiếp xúc với SCP này lâu hơn thì chúng ta sẽ bị mắc vào ảo ảnh của nó, thậm chí là mãi mãi không thể thoát ra được. SCP-146 là một cái đầu bằng đồng rỗng và là một mảnh vỡ của một bức tượng mang vóc dáng của một người phụ nữ quý tộc hay một chàng trai khá nữ tính. Chiếc đầu này gần như bị bao phủ bởi các mảng dĩ đồng. Vương miện của SCP-146 được giáp bàn một cách trang hoàng và đôi mắt của nó, nguồn gốc của các tác động từ SCP-146, được đánh bạc và được đánh bóng để phản chiếu một cách vừa phải. Đến nay, SCP-146 chưa hề di chuyển lần nào, nhưng nó phản ứng lại với các phong cách trang trí khác nhau của bồn quản thúc và cho thấy rằng dường như nó cũng có một chút tri giác, mặc dù không hề lộ liễu ra bên ngoài, vì nếu SCP-146 có khả năng giao tiếp thì nó đã làm vậy rồi. SCP-146 có khả năng truy cập và mang về những ký ức vào đầu những người đang giao tiếp bằng mắt với nó. Những kỷ niệm này thường gắn liền với những sự hổ thẹn hay tội lỗi. Sau lần giao tiếp bằng mắt đầu tiên, đối tượng cần phải ở trong khu vực tầm mắt của SCP-146 thì các ký ức và cảm xúc liên quan mới có thể gia tăng cường độ để trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy rằng, các giao tiếp bằng mắt sẽ làm quá trình này diễn ra nhanh hơn. Khi tiếp xúc bằng mắt ban đầu với SCP-146, những ký ức gần đây nhất sẽ bắt đầu xuất hiện trong đầu đối tượng. Ví dụ, những đối tượng đã phớt lờ một người bạn trong hội trường hoặc vượt quá tốc độ cho phép sẽ được nhắc nhở về những sự kiện này và bắt đầu cảm thấy tội lỗi nhẹ, cho dù họ có quan tâm đến sự kiện đó hay không. Với việc tiếp xúc với ánh nhìn của SCP-146, đối tượng sẽ bắt đầu nhớ lại những ký ức cũ hơn và sống động hơn. Với sự gia tăng tương ứng với cảm giác xấu hổ của đối tượng, nói chung, sau 30 phút tiếp xúc, ký ức sẽ chuyển thành hồi ức sống động và chuyển thành ảo giác dữ dội. Đối tượng không thể phân biệt giữa quá khứ với hiện tại hay tưởng tượng với thực tế. Các đối tượng đã quan sát cũng thối lui về nhân cách, đặc biệt là những trường hợp mà ký ức về chấn thương thời thơ ấu đã gợi lên. Bất kỳ đối tượng thử nghiệm nào cũng phải được hạn chế tiếp xúc vì sự an toàn của chính họ và vì sự an toàn của người khác. Cho đến nay, tất cả các đối tượng đã tiếp xúc với SCP-146 trong hơn 60 phút đã hoàn toàn chìm đắm vào ảo giác của họ. Cho đến nay, không có chủ thể nào được phục hồi ý thức từ trạng thái cận catatonia. Catatonia hay còn gọi là hội chứng căng trương lực là một rối loạn tâm thần và ảnh hưởng đến khả năng di chuyển bình thường của một người. Những người bị ảnh hưởng có thể gặp phổ biến nhất là sững sờ, người bệnh không thể di chuyển, nói chuyện hoặc phản ứng với các kích thích. Tuy nhiên, một số người bị hội chứng catatonia có thể vận động quá mức và có hành vi bạo lực. Những đối tượng bị mắc chứng bệnh catatonia sau khi tiếp xúc với SCP-146 sẽ được nuôi dưỡng bằng tĩnh mạch và không có phản ứng với các kích thích bên ngoài, ngoại trừ việc họ luôn phát ra những tiếng thì thầm liên tục. Ghi nhận đã cho thấy rằng, khi các đối tượng nhớ lại một sự kiện đáng xấu hổ nào, họ sẽ tìm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm cho các hành động đã gây ra của mình. Đây thường không phải là một vấn đề trong các trường hợp nhẹ và thường dẫn đến gia tăng đoàn kết trong đội ngũ nhân viên. Tuy nhiên, các vấn đề sẽ nảy sinh khi đối tượng không thể chuộc lỗi, cho dù không thể liên lạc được với bên làm lỗi hay kết quả không thể nào hồi trả lại được. Đôi khi, đối tượng sẽ đề cập đến việc tiến hành các công việc mang xu hướng tích cực nhằm cân bằng lại lỗi lầm của mình. Nhưng trong phần lớn các trường hợp, các đối tượng sẽ rơi vào một tình trạng trầm cảm nghiêm trọng dẫn đến họ tự trừng phạt mình, bao gồm các hành vi tự hại và tự kết liễu. SCP-146 đã được mua lại từ một người đàn ông ở Vương quốc Anh. Ông ấy đã mua SCP-146 trong một đợt mua bán bất động sản từ một nhà từ thiện đã quá cố. Nó đã được mua cùng với một lượng lớn các cổ vật khác. Khi ông ấy bắt đầu biểu hiện các triệu chứng từ các tác động của SCP-146, ông ta bắt đầu đi khám tại một nhà thần kinh học, và nhà thần kinh học đó chính là độc vụ ngầm của tổ chức. Ông ấy đã được nhập viện và SCP-146 đã về tay của tổ chức. Các nghiên cứu của đặc vụ ngầm về tình trạng thần kinh của ông ấy đã được cung cấp cho các nghiên cứu viên với quyền hạn cấp 2 trở lên và được đính mã văn bản SCP-146. Quy trình quản thúc đặc biệt.
Quy trình bảo quản đã được thay đổi sau khi các tính chất của các tác động từ SCP-146 được xác nhận là đã gia tăng mức độ nguy hiểm từ sau các quy trình quản thúc trước đây. Một buồng lưu trữ an toàn tiêu chuẩn kích thước 0,5 mét khối. Tuy nhiên, các thùng lưu trữ có thể được đặt tự do khi một nghiên cứu viên muốn thí nghiệm SCP-146 ở cường độ cao. Bất kỳ nhân viên nào muốn đóng gói hay che đậy SCP-146 hơn 2 ngày cần phải có quyền hạn cấp 3. Trong quy trình bảo quản thông thường, SCP-146 được đặt trên bệ bàn đá cảm thạch, được lưu trữ trong phòng lưu trữ. Khu vực lưu trữ SCP-146 cần phải được làm theo tiêu chuẩn với kích thước nhỏ nhất đạt 20m², với các tường được trát kính và trần nhà được sơn như bầu trời ban ngày. Căn phòng phải giữ ở trạng thái có nhiều ánh sáng, phải có thêm những chậu cây được chăm sóc các ngày, được trang trí theo phong cách hậu Cộng hòa Rome tồn tại năm 120 đến năm 80 trước công nguyên. Những cuộc thí nghiệm có kết quả cho thấy rằng SCP-146 có vẻ thích sự thay đổi này và cũng có gu thẩm mỹ giống như những người Rome thời đó. Trong lúc thí nghiệm, các nghiên cứu viên với quyền hạn cấp 2 trở lên có thể tiến hành thí nghiệm trong các điều kiện môi trường khác nhau nhằm thay đổi các tác động của SCP-146. Vì SCP-146 không mất gì để hoạt động, vì thế nó không cần được bảo vệ mấy. Bất kỳ nhân viên nào tiến vào khu vực quản thúc hay tiến hành bất kỳ tiếp xúc nào với nó không được nhìn vào mắt SCP-146. Mọi nỗ lực ngăn chặn các giao tiếp bằng mắt với SCP-146 đã được nghiêm cấm, vì điều này đã được chứng minh rằng sẽ làm gia tăng tác động của SCP-146 với một tỷ lệ không đoán trước được. Nhìn chung, một ngày che đậy hoặc cất giấu sẽ khiến SCP-146 bỏ qua giai đoạn đầu của các tác động của nó và bắt đầu những ký ức đau buồn nhất. Sau 3 ngày, SCP-146 đã được chứng tỏ có khả năng phát tán các tác động của nó mà không cần giao tiếp bằng mắt. Sau 7 ngày, ảnh hưởng của SCP-146 đã tăng mạnh và xa hơn phạm vi tầm mắt của nó. Các nghiên cứu viên trong phòng đối diện đã bị ảnh hưởng và một số đó đã bị vĩnh viễn. Quyền hạn tiến hành thí nghiệm hơn 7 ngày đã bị cấm theo lệnh O5. Các màn che và màn trang trí đã được bố trí dành riêng cho các nhân viên cần phải tiến vào khu vực quản thúc để bảo trì. Nhìn chung, SCP-146 là một cái đầu của một bức tượng bằng đồng có thể tác động vào tâm trí của người khác. Nó sẽ làm cho chúng ta bị ảnh hưởng sau hơn 30 phút tiếp xúc nhìn vào mắt nó. Chúng ta sẽ bị cảm thấy tội lỗi về những hành vi mà chúng ta đã làm, cảm thấy mặc cảm và chúng ta sẽ muốn sửa lấy những hành vi tội lỗi đó. Đó có thể là một điều tốt, nhưng nếu chúng ta tiếp xúc với SCP này lâu hơn, trên 60 phút, thì chúng ta sẽ bị nhiễm vào căn bệnh catatonia, một căn bệnh mà làm cho chúng ta bị chìm đắm vào ảo giác, không thể nào thoát ra. Khi dính vào căn bệnh này, chúng ta sẽ có hai phản ứng. Có thể chúng ta sẽ biến thành người thực vật, mãi mãi bất động, chỉ có thể sống qua ngày bằng việc cung cấp dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch mà thôi. Nhưng cũng có trường hợp chúng ta sẽ bị tăng kích động và bắt đầu tấn công người khác, tấn công một cách loạn xạ và còn tự làm hại bản thân mình nữa. Mình không biết khi mà cho những tên tội phạm đã phạm tội những cái lỗi lầm rất lớn mà tiếp xúc với SCP-146 trong khoảng thời gian dưới 30 phút thì họ có cảm thấy tội lỗi và muốn sửa lỗi những cái hành vi của họ hay là không. Nếu như họ cảm thấy tội lỗi và sửa lỗi những hành vi mà mình đã gây ra, ân hận rất nhiều, mình cảm thấy SCP này nếu mà dùng như vậy thì sẽ rất hữu dụng và sẽ không nguy hiểm gì đâu. Còn bạn, bạn có suy nghĩ gì về SCP này? Và đó là video của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.